Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với channel của Nguyễn Đức Laptop và tôi là Dương Sẹo đây. Thì ngày hôm nay tôi sẽ mang đến cho các chị em đi một chiếc laptop không thể nào bỏ qua. Nó có cái gì nào? Nó có một thiết kế đẹp, sang, xịn mịn để các chị em có thể check in, có khả năng xoay gập để chúng ta có thể làm màu một xíu. Ngoài ra thì hiệu năng vẫn đáp ứng đủ để chúng ta edit các cắt giật, thì gần như là nó có tất cả mọi thứ các chị em cần. À, một cái nữa là chị cần nặng rất là nhẹ nhàng, chúng ta có thể là mang đi mang lại di chuyển luôn. Vậy thì đây là chiếc máy gì, bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Không lòng vòng nữa, thì đây là mẫu HP NVX360 phiên bản năm 2023. Thì tại sao từ trước đến nay khi nhắc đến NV chúng ta sẽ biết rằng đây là một dòng máy nó khá là cao cấp và sang trọng. Nhưng năm nay thì cái mức giá của nó đã rất là hời rồi. Nó chỉ đâu đó loanh quanh khoảng là dưới 15 triệu đồng thôi là các bạn có thể là sở hữu một chiếc HP NV cao cấp rồi. Tại sao lại vậy? Bởi vì là năm nay thì nó sẽ cắt giảm đôi chút nhưng mà nó vẫn giữ những cái giá trị cốt lõi của dòng NV tới từ nhà HP. Đầu tiên chúng ta phải nói đi, nó vẫn sẽ có một cái ngoại hình thiết kế cực kỳ tinh tế và cao cấp. Đấy, mọi người thể thấy rằng nó sẽ có một cái màu sơn trắng bạc này. Nhìn từ ngoại sang rồi ở giữa sẽ có một cái logo chữ HP làm bóng lên. Nhìn từ xa chúng ta sẽ cảm thấy đây là một cái chiếc máy laptop cực kỳ cao cấp và sang trọng. Đồng thời với đó là gì ạ? Chất liệu là kim loại nha, full luôn nha. Đấy, cực kỳ cứng cáp, chắc chắn cho các bạn sử dụng luôn. Cho nên là với vỏ full kim loại này nó cho ra mức cân nặng đâu đó loanh quanh khoảng là hơn 1,5 kg, một xíu thôi, nên nó rất là nhẹ để chúng ta có thể mang đi mang lại và di chuyển. Ngoài ra năm nay mình thấy rằng là cái ngôn ngữ thiết kế của nhà HP nó sẽ tăng thiên hướng là bo tròn hơn. Và hình như là đối tượng năm nay mà HP muốn đến chủ yếu là tập khách hàng nữ. Thành ra là nhìn nó rất là gì ạ? Mềm mại này, bo tròn cạnh góc trông rất là tinh tế và sắc nét. Nói chung không gì phải chê về thiết kế của em này cả. Đó, mà chúng ta vẫn giữ sự cao cấp. À quên mất đây, cái phần quan trọng đất đây nhá, nó vẫn là xoay cặp. Nhưng cái bảo lề này nó là bảo lề chụp kép, thành ra là cái cảm giác khi mà mình cầm mở nó rất là nhẹ nhàng thôi. Nó không nặng nề như chiếc máy đeo đâu. Và tuy nhiên thì đánh đổi lại nó sẽ không thể cứng cắt nên là đeo được, nhưng mà nó vẫn đảm bảo cho chúng ta là sẽ gặp mở cực kỳ thoải mái. Và nếu chúng ta không thích kiểu này đúng không ạ, chúng ta biến thành kiểu khác cũng được luôn, bởi vì nó là một chiếc laptop xoay gập mà 360 độ, muốn biến kiểu gì thì biến này. Thật sự lâu lâu tôi chán thì tôi phải gặp nên tôi xem phim đấy. Còn nếu không thích thì để chữ Z kiểu này đấy, để chúng ta có thể là gần cái màn hình hơn. Đồng thời thì đương nhiên là gặp cho chiếc tablet để lướt top top thì có gì bằng ở đâu rồi, đúng không ạ? Đó là qua về phần ngoại hình của em nó đi. Thì đến phần cổng kết nối thì sao? Tuy đây là một chiếc máy nó là mỏng nhẹ thôi, nhưng cổng kết nối vẫn đáp ứng đủ cho mọi người để có thể học tập và làm việc nhá. Bên trái chúng ta sẽ có một cổng HDMI này, một cổng Type-C hỗ trợ thăng đầu 4 để chúng ta có thể là cắm mắt thiết bị này và truyền dữ liệu rất là nhanh chóng luôn. Bên phải chúng ta sẽ có gì? Một jack cắm tai nghe, hai cổng A và một cái cắm thẻ micro SD. Đấy, nó rất là đầy đủ cho chúng ta để có thể sử dụng luôn. Không có gì phải lăn tăn về cái việc là chúng ta phải mua thêm một cái cổng hub bên ngoài nữa để có thể là chuyển đổi sang như một cái hãng A nào đó nha các bạn nhé. Tiếp theo đến là một cái phần cũng không chỉ là kém phần quan trọng được, bởi vì là một chiếc laptop cảm ứng mà. Cái phần màn hình thì chúng ta cũng phải quan tâm đến xem là nó như thế nào. Thì đây là một cái phần màn hình có kích thước là 14 inch, to hơn so với bản 13.3 như mọi khi, và có tỷ lệ màn hình là 16:9. Thì chỉ hơi tiếc rằng là tại sao không phải là 16:10 như các hạng khác, như kiểu Dell hay là Asus, mà lại là vẫn giữ nguyên 16:9. Thì mình nghĩ rằng đơn giản thôi, nó có thể tối ưu hơn về mặt giải trí, nó sẽ không bị cắt bớt đi, nó vẫn đem về chất lượng ok. Và mình thấy rằng là cái viền màn hình nó cũng không quá dày đâu, nó vẫn đem cho chúng ta một sự chiều sâu cũng như là cái trải nghiệm nó rất là tốt. Về độ phân giải, chúng ta sẽ có độ phân giải là Full HD và độ phân giải là 65% sRGB. Nói chung thì với chất liệu hiển thị này, nó là về basic, về cơ bản thì nó vẫn đáp ứng gần hết nhu cầu của chúng ta, từ xem phim, làm việc, giải trí cho đến edit hình ảnh. Xương xương thì nó vẫn rất là ok. Nhưng mà nói chung thì ở màn hình cảm ứng thì chúng ta sẽ nói hơn về cái trải nghiệm khi mà mình vuốt chạm và cảm ứng nhé. Nói thật thì với màn hình tần số quét 60Hz nó vẫn đem đến cho mình cái trải nghiệm vuốt chạm rất là mượt luôn. Đa điểm này, zoom to, zoom nhỏ này, cái trải nghiệm rất là sướng. Và gần như từ trước đến nay thì cái phần cảm ứng của HP NV thì nó không bao giờ là các bạn thất vọng rồi. Kể khi mà chúng ta dạ vuốt chạm lướt top top hoặc thi thoảng lâu mình không sử dụng tripod nữa, mình gặp lại mình sử dụng như một chiếc tablet thì cái trải nghiệm nó cho ra vẫn giống như một thiết bị thông minh vậy. Đó là qua phần màn hình đi. À, thêm một cái nữa là đương nhiên là đây là phần màn hình cảm ứng nên nó sẽ được trang bị kính cường lực đấy, nên là các bạn yên tâm nhé. Trên đây chúng ta sẽ có cụm camera là HD cộng với theo một thanh gạt cam chạy bằng cơm để gia tăng tính bí mật cho chúng ta. Cái chất lượng camera thì mình thấy rằng là cũng ổn để chúng ta có thể là làm việc học tập online. Đấy, sơ qua thì như vậy thôi. Đến với phần bàn phím đi, thì năm nay HP làm một cái điều khá là lạ, bởi vì là nó scale up ra những cái chữ, những cái số to ra rất là nhiều, kiểu HP sợ mình không nhìn thấy gì hay sao ấy, rất là to ấy.
Nên là mình khi mà mình nhìn thấy là mình wow luôn, bởi vì là chữ số ấn rất là rõ ràng, để chẳng may mà chúng ta không để ý chúng ta phải được quan sát rất là rõ ràng và chi tiết. Ngoài ra thì cái phím tắt thì có một số phím tắt nó thú vị như kiểu là cái phím bật cười này, để các bạn bật icon chat chít nó dễ hơn, và một cái phím tắt là để chúng ta bật cái My Home của HP ra cho nó tiện. Ở bên phải chúng ta lại có một cái dàn layout để chúng ta có thể bật những cái phím tắt khác. Thế nói chung thì năm nay nó đầu tư khá khá về cái mặt gọi là hình thức bàn phím, mình thấy ok, và chất lượng khi mà mình gõ văn bản này, độ hành trình phím nó vừa đủ, bởi vì đây bản chất vẫn là Ultrabook thôi nên là hành trình phím nó không được sâu quá, nhưng mà gõ nó vẫn khá là nảy và sướng nha. À đây, bên dưới chúng ta không thể bỏ quên được nữa là nó sẽ có thêm đó chính là cảm biến vân tay một chạm để chúng ta mở, gia tăng tính bảo mật cho chiếc máy của chúng ta rất là nhạy, chạm phát là mở liền. Còn phần trackpad thì sao? Trackpad đối với mình nhá, là một con máy laptop 14 inch, nhưng có phần trackpad khá là rộng rãi để chúng ta có thể vuốt nó vừa khít cả cái bàn tay mình luôn, nên là khi mình vuốt một ngón, hai ngón, ba ngón hay tỉ ngón ấy, thì nó vẫn rất là mượt. Quay trở lại đây thì tổng quan thì mình thấy rằng là cả phần màn hình, cả phần trackpad, bàn phím thì năm nay nó làm tròn vai với cả cái mức giá thành chỉ đánh đổi lại được thì mình thấy khá là tốt, cả về bảo mật nữa. Nói chung thì HP năm nay cũng chịu chơi đấy nhỉ. Đến với cái phần hiệu năng thì nó sẽ có con chip là i5 Gen 13 1355U, 8 GB, 512 GB data tàu và lưu trữ để các chị em chúng ta xử lý các tác vụ cơ bản như Office, Word, Excel, PowerPoint nó vẫn làm rất là ok nhá. Ngoài ra chúng ta thể làm Canva này, cắt cắt giật giật thì nó vẫn đem đến một cái trải nghiệm nó khá là tốt cho chúng ta sử dụng, đừng nặng quá được. Còn nếu mà đòi chơi game thì yes, từ bỏ đi, chơi chơi được nhưng mà nó sẽ rất nóng máy và hại máy của chúng ta. Nên là đây, nếu các bạn mua về thì sử dụng các tác vụ cơ bản thì nói chung là không có gì phải chê cả. Tức là phần hiệu năng thì mình cũng không muốn nói quá nhiều, mà chắc là Ultrabook thôi. Nói đến cái phần loa đi, thì loa của em này được tích hợp của hãng là gì? Bang Olufsen. Đấy, hãng loa rất nổi tiếng và chúng ta sẽ nghe xem là em này có đem một chất lượng âm thanh như nào nhé. Đấy. Đấy, nghe nó rất là trong trẻo. Và mình nghĩ rằng là với một cái loa mà với cái laptop dưới phân khúc 20 triệu mà loa nó được bao Olufsen rồi, để chúng ta xem phim nghe nhạc chill chill sau những giờ làm việc căng thẳng mệt mỏi thì đây vẫn sẽ là một cái trải nghiệm rất là ok đấy. Đó, còn về pin thì chúng ta sẽ có viên pin là 4 cell và 53 Wh trong thời lượng sử dụng đâu đó khoảng 4 đến 6 tiếng, bởi bản chất đây vẫn là một chiếc laptop Ultrabook và chiếc tiết kiệm điện nên cái thời lượng sử dụng nó sẽ lâu hơn, và các bạn có thêm sạc nhanh nữa nên là không phải lo về thời lượng pin của em này nhá. Nói chung thì tóm lại thì đây sẽ là một cái mẫu sản phẩm mình nghĩ rằng là sinh ra cho các chị em. Mức giá thì phải chăng này, thiết kế thì đẹp, cao cấp sang trọng này, màn hình cảm ứng vuốt chạm đa điểm sướng cực kỳ, cắp cắt giật giật vẫn edit được âm ầm. Và nói chung thì nó làm mình cảm thấy rằng đây sẽ là một cái sản phẩm perfect cho các chị em trong năm 2023 năm nay nhá. Còn nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm thì link sản phẩm là dưới phần mô tả rồi. Và nếu bạn thích clip này đừng quên để lại một like, một subscribe và ấn nút chuông thông báo để ủng hộ những clip mới nhất đến từ Dương Sẹo và Nguyễn Đức Tốt nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.